Hỏi, tại sao chúng ta phải niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát? Đáp, vì Bồ Tát Quán Thế Âm có nhân duyên lớn với chúng sanh ở thế giới Ta Bà. Ngài là Bồ Tát thầm tanh cứu khổ cứu nạn. Có người nghĩ rằng khi chúng ta có khổ, có nạn mới niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Còn nếu không có khổ, cũng không có nạn thì mình niệm Bồ Tát Quán Thế Âm để làm gì? Quý vị cảm thấy không có khổ phải không? Chúng sanh ở trong đời ác thế ngũ trược như kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, cho nên tất cả đều khổ, khổ không thể nói lên lời. Rồi ở trong luân hồi chuyển tới chuyển lui, đó không phải là khổ hay sao? Cả ngày từ sáng đến tối cứ không ngừng vọng tưởng, đó không phải là khổ sao? Cứ luôn nghĩ là mình phải được cái gì, chuyên nghĩ đến các sự lợi lạc phải quy tụ về mình. Nếu không nghĩ ra cách thì không ngủ được. Cầu không được là ăn không vô. Quý vị nghĩ xem, đó không phải là khổ hay sao? Ai có thể bảo đảm là mình không bị khổ? Nếu không có cách khổ này thì chúng ta vẫn có cách khổ khác. Nói tóm lại là khổ không rời thân. Nếu như chúng ta buông xả vạn niệm, không cầu gì hết thì lúc đó mới kể là không có khổ.